Rùm què. Menu đó cái gì đây? Snack, salad, súp và có toàn tập kỳ seafood. Nghiên cứu ở bên. Nghiên cứu là được món nào dưới bên? Rồi lần rồi. Đây có món gì rất là nhiều. Snack, sashimi. Nướng phải không? Là hào nãy giờ. Đó. Có bi đen hả? Cái nào? Trong mấy cái này? Nếu mà lại nhẹ thì em có thể dùng tuổi cái Hawaii, nó lại đi như cái này là miếng chanh, còn cái Hawaii kia là biển. Hawaii thì uống rồi. Rồi làm cái theo em nói chanh này. Lớn là cỡ nào? Nửa lít, 1 lít? Ok, thôi do ly bình thường vậy đi. Con uống gì Bin? Nói cho con. Rồi soda chanh đường. Gái hai cái bánh này là cái bánh gì á? Đẹp quá nè. Bánh bắp với lại bánh đồng tiền. À, đây cái bức tường này đẹp. Món này món gì vậy Bin? Sashimi cá hồi. Wow, sashimi cá hồi quá dữ không? Hả? Tưởng nhỏ này á. Cho mừng món mới à. Yo. Gái. Gái. Gái nó chưa vô. Vô. Món này món gì á? À mì ô đông á hả? Ồ. Mì ô đông hải sản. Salad da cá. À, hào cay, sốt cay à. Tới giờ ngọ rồi. Rồi đây là cái mì Ý. Mì Ý. Mì u đông rồi. Rồi. Rồi đây là món dẻ sườn bò. Bia chanh này thì nó hơi chua một chút. Cái mùi nó thơm, mùi chanh mà nó chua. Nó không bằng bia thơm nữa. Thơm nó ngon hơn.
Dữ vậy Pin. Trưa nay ở trong trường muốn ăn cơm à? Rồi. Thêm món gì nữa? Giò heo. Món giò heo. Heo muối. Muối. Mình lấy một bộ miếng hành lách rồi. Thử miếng xà lách coi. Thử cái cây không? Làm miếng sống luôn. Cay không? Không. Ngon. Ngon hả?
mới ăn có một lát cá hồi quay lại hai nhóc giết thả toàn nghe thôi vậy em bây giờ tìm nữa không thôi cắt đi cắt bánh kem rồi à. Rồi trắng miệng rồi đó.